Nhìn ngon quá nhỉ. Nội chỉ xin một miếng thôi. Dạ con mời nội. Giòn mà ngọt lắm con ạ. Vậy con đem cất nha nội. Sao lại cất? Thì nội chỉ xin em miếng thì con đem cất. Cái con bé này. Dạ con giỡn. Ăn ở đâu không ngon đâu. Ăn món của con mới ngon nè. Thì nội con mới qua. Chị Hai mới qua. Chị mua gì vậy? Bánh chuối nếp nước dừa. Có tiền mua nhà mà chỉ có mua chuối nếp nước dừa qua đây thôi hả? Ai mua nhà? Hương mua nhà hả con? Dạ. Trời, thế con mua nhà ở đâu? Dạ, chỉ là một căn chung cư nhỏ gần đây thôi à nội. Ôi trời ơi, nhỏ to gì không quan trọng. Cái quan trọng là con đã tự mua được nhà. Trời ơi, giỏi quá. Chúc mừng chị Hai nha. Hai, con nó mua được nhà mà sao chị lại mặt nặng mày nhẹ thế? Chị không vui cho con à? Mẹ. Đừng có gọi tôi là mẹ nữa. Nếu mà coi tôi là mẹ thì đâu có giấu tôi cái chuyện mua nhà. Để cho tôi phải mắc cỡ với hàng xóm láng giềng thì muốn độn thổ luôn á. Trời ơi, hàng xóm láng giềng ai cũng biết hết á. Trong khi làm mẹ đó, mà tới chừng con gái mình mua nhà sắp sửa dọn đi rồi á thì mới biết. Mẹ ơi, con xin lỗi. Năm lần bảy lượt, lần nào hỏi cũng chối hết. Tại sao phải giấu tôi cái điều đó? Bộ sợ tôi cướp nhà hả? Dạ, không phải đâu mẹ. Chỉ là con không biết phải nói sao với mẹ. Với lại con thấy ngại với Hân. Nếu mình thực sự ngại với em mình thì không bao giờ mình mua nhà ngay cái thời điểm em mình vừa bị mất nhà. Đến bây giờ còn chưa có ổn định cho ăn chỗ ở kia kìa. Mẹ à, con thấy mẹ đang bất công với chị Hai á. Nín, biết gì mà nói. Này, thế 3 năm trước khi con Hương đang ở căn nhà thuê bé tí tẹo thì con Hân đã mua căn nhà hơn 100 mét. Sao chị không mắng con Hân đi? Mẹ à, ủa, mà bây giờ số đứa nào được hưởng thì cứ để cho nó hưởng đi chứ mẹ. Vậy tại sao chị để cho Hương nó hưởng đi? Nó cực khổ bao nhiêu năm rồi, bây giờ mới mua được căn nhà riêng cho mình mà. Cô giỏi lắm, cô hay lắm. Lôi kéo được tất cả mọi người binh vực cho mình rồi đó. Mẹ, mẹ đừng có giận con nữa, con biết lỗi rồi. Đáng lý ra con phải nói cho mẹ biết đầu tiên. Mẹ đừng giận con nữa nha mẹ. Con có một bánh chuối nếp nè, cả nhà mình nó cùng ăn nha mẹ. Không có ăn. Cái cục tức nó ở đây nè. Ăn vô đặng cho chết hay sao vậy? Thôi tự ăn đi. Có chuyện gì vậy? Con đã nói rồi mà mẹ không tin. Lúc nào cũng lấy lý do là sợ con buồn. Nếu như mà thật sự sợ con buồn á thì đã không mua nhà luôn mới đúng. Cái con đó đó, nó đúng là không coi cái lời mẹ ra cái gì hết á. Mẹ nó nói đừng có mua mà nó vẫn mua đó. Thì chị lúc nào cũng thích làm theo ý chị mà. Mà nè, bộ con không có đồng bạc tiết kiệm nào hết hả? Mẹ hỏi vậy là sao? Còn Hương á, ở sau lưng thằng Công á, nó giấu được cả tỷ đồng. Bộ con không giấu được đồng nào hết hả? Chị Hương chỉ giấu tiền á là chỉ sợ anh Công xài. Còn con, tại sao con phải giấu chứ? Tiền chồng con cứ để ra đó, con thích thì con xài thôi. Trời ơi, con phải cất riêng ra một khoản để đề phòng khi có chuyện chứ. Làm sao con biết có ngại anh bị phá sản mà đề phòng? Nếu như con biết á thì con đã không lấy ảnh rồi. Rồi. Đã nuôi con cho nó, bây giờ lại còn phải phục vụ nó luôn. Sao con còn ở đây? Cơm nước gì ở nhà cho chồng con chưa? Tụi con sẽ kêu cơm đâu hẻm mang vô. Sao lại đi mua?
mà không phải con nấu cho chồng con ăn. Cơm canh phải sốt nóng thì mới ngon. Chồng con đi làm cả ngày, con ở nhà chỉ có bữa cơm mà không lo được sao? Cái nhà đó vừa chật vừa nóng, con mà nấu cơm nữa chắc con chết luôn á. Với lại con cũng đâu biết nấu gì đâu. Không biết thì học. Từ ngày mai con phải đi chợ nấu cơm đàng hoàng cho chồng con ăn. Còn ba nữa, con đó không biết thì bà chỉ con, bà đừng có nuông chiều nó nữa. Cơm nước chưa xong thì không được đi đâu hết. Còn hai đứa nhỏ đó, con thu xếp rồi đưa về bà để ở với con đi. Con Khái phải ở với cha mẹ như là cá với nước vậy, không thể mỗi người ở một nơi được. Tụi nó làm sao ở bên đó được? Nhà thì vừa chật vừa nóng. Ông mà có thương tụi nó là phải để tụi nó ở đây. Ông bà có thương cỡ nào thì cũng không thể bằng cha mẹ được. Con cứ đưa hai đứa tụi nó về đi. Tụi nó cần con, cũng như vợ chồng tụi con cần tụi nó vậy. Chồng con đi làm suốt ngày mệt mỏi về, thấy hai đứa nhỏ cũng đỡ mệt hơn. Nhưng mà... còn con, có con cái bên cạnh, con cũng sẽ đảm đang hơn. Chứ cái gì cũng dựa vào mẹ thì biết chừng nào con lớn được. Nhưng mà con không có làm được đâu. Một mình con làm sao chăm sóc hai đứa nhỏ được? Con bao nhiêu tuổi rồi mà làm không được? Con hãy nhìn chị hai con cả. 10 năm trước nó đã lo được cho cả gia đình đó. À, ông biết vụ con Hương mua nhà mới chưa? Tôi biết rồi. Mẹ, vậy là chị hai chỉ giấu hai mẹ con mình thôi đó. Chắc là chị sợ qua ở nhờ chứ gì. Nghĩ sao mấy căn nhà đó mà còn chịu ở chứ. Hừng. Còn bà đó, con cái nó mua được nhà, bà phải mừng cho nó chứ. Tại sao bà lại như vậy? Thì ông đi mà hỏi nó. Nó có coi tôi là mẹ đâu. Cái chuyện nó mua nhà nó nói với ông chứ nó đâu nói với tôi. Con nó cũng muốn nói cho bà biết, nhưng tôi thấy nó sợ bà giận, nên tôi nói để tôi nói với bà. Nó phải làm gì sai nó mới sợ tôi giận chứ. Cái đó thì bà tự xét lại bản thân bà đi. Cha mẹ đâu phải lúc nào cũng đúng đâu. Ừ thì tôi sai. Lúc nào tôi cũng là người sai hết á. Bà biết con đang trong giai đoạn khó khăn, nhưng con cũng biết sự chật vật của chị con về chỗ ở mà, phải không? Chuyện chị con mua nhà nó đã tính từ lâu rồi chứ không phải bây giờ mới có. Nhưng nó sợ con buồn nên nó không nói cho con biết thôi. Không biết mình sẽ xây phòng màu gì ta? Em xây phòng màu xanh. Anh sẽ xây phòng màu trắng. Ok, yeah, yeah, yeah. Trời ơi, hai đứa giờ này còn chưa ngủ nữa, trễ lắm mà con. Dạ, tụi con đang nói chuyện về nhà mới của mình đó mẹ. Con thích xây phòng màu trắng, còn em Bo thích xây phòng màu xanh. Rồi, vậy thì á, mẹ sẽ sơn cho phòng của Bi màu trắng, còn phòng của Bo là màu xanh nha. Dạ, mẹ mua thiệt hả mẹ? Tất nhiên là thiệt rồi, mẹ mua nhà cho hai đứa ở nè, có thích không? Dạ, thích. Khi nào của con mới được coi nhà mới hả mẹ? Hai đứa muốn đi coi bây giờ không? Dạ muốn. Vậy mình đi liền nha. Dạ, đi. Nè, 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 để mẹ đi trước. Hai đứa, hai đứa. Hai đứa, nhanh lên. Dạ. Cẩn thận nè, té bây giờ. Ba. Ủa? Ba về. Ba về. À, ba mẹ con giờ này đi đâu vậy? Dạ, đi coi nhà mới của mình đó ba. Giờ này đi coi nhà mới? Tại ba mẹ con thích quá. Ba ơi, ba đi với mẹ con được không ba? Ba đi chơi. Đi ba, đi mà ba. Ba đi nữa chứ, để ba ở nhà một mình coi sao được. Yeah. Đi ba mẹ. Đi ba mẹ. Mẹ ơi, nhà mình có rộng không mẹ? Rộng lắm. Mẹ, nhà mình có to không mẹ? To lắm. Ủa mẹ, phòng cửa con có rộng không mẹ? Rộng lắm. Phòng của mình có nhiều không mẹ? Hai phòng có con. Ủa mẹ, nhà mình có cái tivi bự không mẹ? Có luôn, không có nhiều con hết á. Là ba la, bắt kia. Hai đứa, con nhìn lên đi con thấy không? Cái nhà mà tắt đèn tới thui là nhà của mình á. Wow, cao quá à. Bởi vậy, hai đứa con phải leo cầu thang, mỏi chân lắm á nha. Không sao đâu mẹ, con thích ở trên cao lắm. Con không thích nữa. Bà mẹ ơi. Hả? Trường nào mình mới dọn đến nhà mới ở vậy mẹ? À, cũng sắp rồi đó. Mình sẽ dọn tới đây sớm thôi à. Yeah. Chạy cẩn thận cái chừng té đó nha. Yeah.
Sắp tới hai đứa bay còn phải lo tiền đóng tiền nhà nữa. Mày mà bị đốt nhiệt như vậy là căng lắm chứ phải chuyện chơi đâu. Con Hương nó đã khổ sở lắm rồi, mày đừng để nó phải khổ sở thêm nữa. Anh sợ. Chẳng lẽ chồng nắm tay vợ không được sao? Con nó cười cho bây giờ. Em thiệt tình, không có lãng mạn gì hết trơn. Ủa da à. Cần gì lãng mạn, chỉ cần no bụng là được rồi. À, công việc em dạo này sao rồi? Sao tự nhiên hỏi tới công việc của anh làm gì? Anh sao vậy? Thì em hỏi công việc của anh thôi, anh làm mình sợ gì vậy? Đâu có, anh đâu có sợ đâu. Tụi mình mua được nhà rồi đó. Từ bây giờ á, tụi mình phải thiệt là cố gắng để cho hai đứa nhỏ nó có cuộc sống thiệt là tốt, biết không? Anh biết rồi. Gì nữa? À, đâu có gì. Hay là vợ chồng mình với hai đứa con đi ăn mừng đi. Bi, Bo, cả nhà mình đi ăn mừng nhà mới nè. Đi. Kêu cái nhỏ thôi đó. Sao đâu, kêu cái bự bự đi. Em trả tiền mà. Dễ điên chứ. Đi. Alo chị. Dạ dạ. Chị ơi, mưa tới là khách bắt đầu hỏi nắm mối á. Có gì chị giữ cho em nha. Dạ. Rồi, trời ơi dễ ợt. Cái gì mai em chuyển tiền á, em đặt cọc cho chị liền luôn. Dạ dạ dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị nha. Trời ơi, thấy sợ luôn. Dạ rồi, vậy nha, em chào chị. Dạ dạ dạ. Dì năm 2 ký. Cái gì vậy trời? Uống ra Khánh. Ừ? Uống ra. Em có muốn anh hát cho em nghe một bài hát không? Cái gì vậy? Tự nhiên hát hát gì? Đơn hàng quá trời kìa, buông ra cho em làm gì coi. Mà ai giao hàng sớm nữa. Hồi đó em thích giọng hát của anh lắm mà. Em nói là mỗi lần anh cất tiếng hát là bao nhiêu muộn phiền của em tan biến mất mà. Ừ? Ừ, thì đó là ngày xưa. Còn giờ buồn ngủ hả? Em buông cho em làm lẹ đi. Ui, buông ra. Không. Đi tắm đi, khu rình nè. Trời đất ơi, trên đời dưới thế có người phụ nữ nào mà lạnh lùng như em không? Chứ anh coi là anh đi. Có ai vô tâm như anh không? Vợ đi làm cả ngày mệt chết còn quậy nữa. Vậy bấp bấp. Được không? Được á, được á. Có tương lai. Tương lai gì? Đi đấm bóp. Ừ, em đi theo anh ha. Chị ạ? Dắt hơi. Hay, dễ điên chưa? Vợ chồng mà. Dạ, cô tới thăm hai đứa nhỏ. Tụi nó ngủ rồi. Dạ, vậy con nhìn nó một cái rồi con về. Để làm gì? Dỗ tụi nó ngủ khó lắm. Đi đi, đừng làm tụi nó thức. Mà tụi nó đã ngủ rồi thì nhìn có thay đổi được cái gì đâu. Dạ, vậy mẹ cho con nhìn nó một cái đi. Chắc là bé Miêu nó nhớ con nhiều lắm á. Nó biết gì mà nhớ. Dạ, vậy mẹ cho con gửi này cho tụi nhỏ. Để kia kìa. Mà mua bánh kẹo để làm cái gì? Có giỏi á thì mua nhà đi. Người ta làm công nhân, làm lái xe, người ta còn mua được nhà. Mình đây thì... Anh ba mới tới hả? Khoa
Em đưa này cho bé Miu giùm anh nha. Hôm khác anh sẽ trở lại. Dạ. Thưa mẹ con về. Anh đi nghe qua. Ba ơi ba. Bé Miu. Ba tưởng là con ngủ rồi chứ. Hả? Sao lâu rồi ba mới qua thăm con. Con nhớ ba lắm. Bé Miu à, ba cũng nhớ con nhiều 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 lắm luôn á. Nè, mai mốt á, ba hứa ba sẽ ghé thăm con thường xuyên hơn. Con chịu không? Dạ con chịu. Ôi ơi, cậu làm nó thức rồi đó. Vừa lòng cậu chưa? Con chưa ngủ mà ngoại. Miu, qua đây với ngoại. Không, con muốn ba. Nghe ngoại nói nè, đi qua ngoại đi. Con chịu. Bé Miu à, ngoan nghe. Hôm khác ba tới thăm con nha, ngồi với ngoại đi con. Con chịu. Cậu con chịu đi. Con chịu. Qua đây ba. Đi đi. Con dạ, đi ba. 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 Miu, nghe bà ngoại nói nè. Ba. Con làm cái gì vậy ba. Miu? Ôi. Thank you.